Ok, xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ con số 8. Thì chắc có hẳn là anh em cũng đã khá là quen mặt mình ở trong những cái video mà mình chia sẻ với anh em về những cái tin tức diễn biến trên thị trường vào khoảng giữa tuần rồi đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ không mất thời gian để mà chúng ta làm quen với nhau nữa đâu đúng không? Mà chúng ta hãy tiến ngay vào cái video ngày hôm nay thôi. Tại vì là cái video ngày hôm nay mình cho rằng là nó sẽ có rất nhiều nội dung mà nó ảnh hưởng tới thị trường, và cũng như là những cái nhận định của mình xung quanh những cái thông tin này nó sẽ tác động tới thị trường trong tương lai nó sẽ như thế nào. Thì anh em hãy cùng đồng hành cùng mình nha. Ok, vậy thì đầu tiên chúng ta đã thấy rằng là nếu mà chúng ta xét về một cây nến tháng đi, một cây nến tháng thì dĩ nhiên là Bitcoin đã đóng một cái mức giá đóng cửa dường như là không có đúng với kỳ vọng của chúng ta. Khi mà mình nghĩ rằng là kỳ vọng của chúng ta và đối với cá nhân mình thì Bitcoin phải đóng trên ngưỡng là 60.000 đô cơ. Nhưng mà vào tại thời điểm hiện tại đó thì Bitcoin chỉ đang giao dịch ở mức giá gọi là 56.000 đô mà thôi. Và trong ngày hôm nay á, đã có lúc mà Bitcoin đã đâm một phát một về tầm khoảng gọi là dưới 56.000 đô. Mà chính xác nhất là hình như là 55.777 nè. Thì cái điều này nó cho chúng ta thấy điều gì? Tức là nếu mà anh em để ý vào khoảng là tầm 2-3 ngày trước á, thì Bitcoin đã có một cái tín hiệu hồi phục cực kỳ mạnh khi mà đã có lúc là chạm ngưỡng là 59.000 đô rồi. Đó, và ngày hôm qua cũng chạm ngưỡng 59.000 đô luôn, để tạo một cái động lực để mà có thể đóng một cây nến tháng ở mức trên 60.000 đô. Tại vì trước đây á, trước khi mà Bitcoin đâm từ cái mức giá là 69.000 đô, cái mức ATH mới đó anh em, thì cái ngưỡng 60.000 đô nó dường như là một cái ngưỡng hỗ trợ cực kỳ quan trọng. Và sau đó chúng ta đã gánh chịu một những cái cú giảm liên tục như vậy, nhưng mà vẫn chưa lủng cái ngưỡng 60.000 đô. Nhưng sau đó đã lủng rồi, và cái ngưỡng đó biến thành một cái ngưỡng kháng cự cực kỳ quan trọng tiếp theo dành cho Bitcoin. Thì nếu Bitcoin xác định một cái xu hướng là đóng một cái mức giá đóng cửa nến tháng mà trên 60.000 đô thì chắc chắn là sẽ xác nhận cho chúng ta một cái xu hướng là tăng trưởng tiếp theo. Nhưng mà hiện tại thì giá của Bitcoin đang khá là tiêu cực. Thì nó xảy ra như thế nào? Thì anh em biết được rằng là trong tuần trước, trong nửa cuối tuần trước và đầu tuần này đã có rất nhiều thông tin xảy ra để ảnh hưởng tới giá Bitcoin. Như chúng ta có thể biết rằng là vào video đợt trước mình đưa tin là ông Jerome Powell, ông đã làm là tân chủ tịch Fed đúng không? Ông được tái bổ nhiệm. Thì tầm 2-3 ngày trước thôi thì ông có đưa ra một cái thông tin rằng là sao? Rằng là cái việc mà chính sách tiền tệ nó quá là cũ kỹ của Fed đã làm trong năm nay để mà có thể cải thiện tình hình dịch bệnh cũng như là tình hình kinh tế của Mỹ đó anh em, thì nó không có hiệu quả và nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của Mỹ cũng như là toàn bộ thế giới nói chung. Thì cái chính sách đó nó đã đưa ra và nó làm cho cái tỷ lệ lạm phát của Mỹ chạm đỉnh gần 3 thập kỷ anh em, tức là 30 năm chạm đỉnh trong mức 30 năm. Và điều đó nó làm điêu đứng cái nền kinh tế của Mỹ, và từ đó nó lan rộng sang toàn cầu luôn. Và dĩ nhiên Fed không có muốn điều đó được lặp lại nữa. Và với cái nhiệm kỳ thứ hai này thì chủ tịch Jerome Powell ông đã nói rằng là cái việc mà Fed sẽ tăng lãi suất nó sẽ đến sớm hơn dự kiến, và Fed sẽ dùng mọi nỗ lực, sẽ làm mọi nỗ lực để mà có thể cải thiện cái tình hình này, để mà có thể giúp cho cái tình hình lạm phát nó giảm đi. Thì cái điều đó dĩ nhiên là nó tác động tiêu cực đến thị trường của chúng ta rồi. Tại vì cái câu chuyện mà Fed tăng lãi suất lên thì nó luôn luôn ảnh hưởng tới thị trường của chúng ta. Và đặc biệt hơn nữa là thị trường tiền mã hóa của chúng ta thì luôn luôn kiểu như luôn luôn bị nhạy cảm đó anh em. Tức là rất bị nhạy cảm bởi những cái thông tin nó như vậy. Đó, chúng ta đã có một năm mà nó đã phản ứng cực kỳ nhạy cảm luôn. Thì anh em có thể thấy là những cái cú đâm trước đây thì cũng toàn nhờ cái thông tin đó mà thôi. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta đã có một cái sự xuất hiện mới của đến từ Trung Quốc. Nói là mới cũng không phải, tại vì cái cuộc chiến giữa Bitcoin và Trung Quốc nó đã xảy ra một thập kỷ rồi. Thì cái đó là một mặt chúng ta bị ảnh hưởng bởi Fed, một mặt nữa chúng ta bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc. Và Trung Quốc là sao? Thì anh em thấy đó, thì Trung Quốc đó trước đây đó họ nói rằng là họ cấm khai thác tiền mã hóa vào tầm khoảng ngày 19 tháng 5. Mình nhớ rất rõ đó chính là ngày 19 tháng 5. Sau đó là tới khoảng tháng 9 họ áp dụng là cấm tiền mã hóa giao dịch ở trên một cái phương diện nó rộng hơn. Nhưng tại thời điểm hiện tại đó, thì vào sáng nay đó, thì anh em biết được không, tức là Trung Quốc cũng chính ngân hàng BBOC luôn, là ngân hàng nhân dân của Trung Quốc, thì họ đã mở rộng cái lĩnh vực cấm của họ sang Metaverse và NFT. Và dĩ nhiên sáng nay chúng ta đã thấy một cái cú đâm của Bitcoin về tầm khoảng là 55.700 đô. Và tại sao nó lại đâm như vậy? Thì anh em có để ý được rằng là trong cái giai đoạn mà vất vả của Bitcoin trong tháng 11 này, thì dường như là cái xu hướng Metaverse và cái xu hướng NFT nó như là một cái đầu tàu để có thể mà kéo, tạo nên một cái lực kéo lại cho thị trường. Nhưng mà tự nhiên bây giờ ông Trung Quốc, ông đã cấm tiền mã hóa rồi, ông đã cấm Bitcoin rồi, ông cấm Ethereum rồi, nhưng mà bây giờ tự nhiên nó lòi ra thêm một cái lĩnh vực Metaverse này. Và
dĩ nhiên cái cơn sốt FOMO của cái lĩnh vực Metaverse này, mình không hoàn toàn phủ nhận rằng là cái xu hướng Metaverse sẽ là xu hướng của tương lai, nhưng mà đến thời điểm hiện tại đó, nó chỉ mới là trong giai đoạn khởi đầu thôi, và cái xu hướng này đang bị FOMO rất là nhiều. Thì cái niềm tin của nhà đầu tư họ đặt vào cái xu hướng này cũng cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà bây giờ tự nhiên Trung Quốc đùng một phát mở rộng cái cuộc đàn áp của mình ra, không chỉ ở trong cái quy mô là Bitcoin, đồng tiền mã hóa, giao dịch các kiểu nữa, mà đã mở sang Metaverse và NFT rồi. Thì dĩ nhiên cái tâm lý đó nó sẽ bị trồi sụp, nó sẽ bị ảnh hưởng một cách nhất định. Và điều đó đã ảnh hưởng chung của thị trường khi mà Bitcoin đã đâm một phát về 55.700 đô. Đó. Và một cái nữa chính là cái diễn biến tình hình dịch bệnh của chúng ta hiện nay, khi mà ở Nam Phi, đúng không? Mình nhớ không nhầm là ở Nam Phi là đã xuất hiện thêm một cái biến thể, một cái biến chủng COVID mới nữa. Và cái điều đó là mình nghĩ rằng cái điều đó nó cũng là một cái cách thức để mà họ hợp pháp hóa cái vấn đề đường giá mà thôi. Nhưng mà dĩ nhiên rằng là đối với quan điểm cá nhân của mình, thì những cái sức ép từ Trung Quốc, những cái sức ép từ Fed, từ ông Jerome Powell và những cái tin tức vĩ mô khác thì nó chỉ ở trong ngắn hạn mà thôi, chứ nó không hoàn toàn ảnh hưởng trong cuộc chơi dài hạn của chúng ta nữa. Và đối với riêng cá nhân mình nha, ở đây mình không có khuyên anh em là chúng ta hãy nên mua hay chúng ta hãy nên bán gì cả. Nhưng mà đối với riêng cá nhân của mình thì tại thời điểm hiện tại mình vẫn là người cực kỳ lạc quan về Bitcoin. Đó. Và mình vẫn không cho rằng là cái sự điều chỉnh này của Bitcoin nó sẽ khiến thị trường đi vào cái chu kỳ ngủ đông dài hạn, mà đây chỉ là một cái sự điều chỉnh mà thôi. Đó. Và mình cũng chia sẻ cho anh em luôn, và đối với cá nhân của mình quan sát cái cuộc chơi này trên một cái phương diện nó tổng thể hơn, thì cũng rất nhiều anh em hỏi mình rằng là cuộc chơi này cuối năm nay sẽ downtrend, hay năm sau sẽ downtrend, hay năm tới sẽ downtrend. Thì mình cũng chia sẻ một lần và thẳng thắn luôn với anh em rằng là đối với riêng cá nhân mình vẫn rất lạc quan về Bitcoin. Và câu chuyện năm 2022-2023, câu chuyện downtrend hay không, thì đối với mình không có một cái định nghĩa đó. Và nếu mà mình tạm gọi là bằng một cái định nghĩa khác đi, thì mình cho rằng nó sẽ là những cái cuộc mini downtrend, tức là những cái cuộc điều chỉnh ngắn hạn mà thôi. Tại vì cái cuộc chơi của chúng ta bây giờ nó đã rất là khác rồi. Như mình đã từng chia sẻ ở trong từng video mình làm đến cho anh em, mình đều gửi đến một cái thông điệp đó. Đó, và anh em lưu ý nha, đây chỉ là một cái quan điểm cá nhân của mình mà thôi. Và chúng ta đã đóng một cái cây nến, một cái cây nến nó tiêu cực như vậy, và ở đây mình đã có một cái bảng gọi là cái bảng Bitcoin Monthly Return, tức là những cái lợi nhuận của Bitcoin khi mà trả về cho các nhà đầu tư qua từng tháng như thế nào. Thì chúng ta thấy đó, một cái bức tranh nó cực kỳ rõ ràng luôn. Thị trường này nó không có một cái chu kỳ, nó cũng không có một cái gì đó mà nó đúng chính xác hoàn toàn 100% như anh em thấy. Nếu mà chúng ta nói rằng là những cái chu kỳ mà nó lớn, những cái gì đó mà nó xảy ra, nó lặp đi lặp lại đó, thì chúng ta thấy tháng 11 hầu hết kéo dài từ năm 2011 đi, tới thời điểm hiện tại chúng ta đã có một cái màu xanh chiếm ưu thế hoàn toàn màu đỏ, đúng không? Và đến vào tháng 11 này thì mình nghĩ rằng là đa số phần lớn cũng giống như mình thôi. Mình cũng từng dự định rằng là tháng 11 này cũng sẽ là một tháng rất xanh tươi cho Bitcoin, nhưng mà cuối cùng rằng là cái tỷ suất lợi nhuận Bitcoin trả về cho các nhà đầu tư là -7%. Thì đó là một cái điều mà mình cho rằng nó rất là hay ở trong thị trường này, tức là không có ai mà dự đoán được tương lai cả, và cái chúng ta nhìn nhận bằng những dữ liệu của lịch sử chỉ cho chúng ta một cái xác suất nó tương đối ở trong tương lai mà thôi. Và cũng đây là cũng tháng 12, thì anh em thấy tháng 12 chúng ta cũng đã có một cái phần lớn màu xanh như vậy. Và cái kết quả ở trong tháng 12 trả về thì sao? Thì đúng, chúng ta vẫn sẽ dự đoán mà thôi, phần lớn nó sẽ là màu xanh. Và mình cũng hy vọng rằng là trong tháng 12 nó cũng sẽ mở ra một cái màu xanh mới để cho thị trường của chúng ta phát triển tích cực, từ đó tạo nên một cái bước đệm để cho chúng ta có thể tiến thẳng qua năm 2022 và thậm chí là năm 2023. Thì ở đây anh em thấy rằng là không chỉ riêng mình dự đoán sai, mà chúng ta còn có plan B nữa. Thì nếu anh em nào mà đã theo dõi plan B thì anh em thấy rằng là plan B đã đưa ra 4 dự đoán kéo dài từ tháng 7, đúng không? Kéo dài từ tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 11. Đó, và những dự đoán của ông thì đều hoàn toàn chính xác, cho đến tháng 11 này thì nó đau một cái rầm luôn, và nó hoàn toàn không chính xác với cái mức giá ông đưa ra cho tháng 11 là $98,000 cho mỗi Bitcoin. Nhưng mà cái điều đó cũng không làm cho Plan B bị hụt hơi hay là bị nản chí gì cả. Thì ông đã đưa ra một cái mô hình stock to flow này, thì ông vẫn giữ vững cái niềm tin của mình rằng là sao, rằng là ông đã nói một cách rất là cụ thể rằng là mặc dù tháng 11 này nó phản ứng giá như vậy, nhưng mà ông vẫn tin tưởng theo cái mô hình stock to flow này là Bitcoin vẫn đang băng về cái mục tiêu là $100,000, và ông vẫn không thay đổi quan điểm này. Thì đây cũng là một cái nguồn tài liệu mà mình nghĩ rằng anh em cũng nên tham khảo. Tại vì một người mà họ dự đoán 4 lần, họ trúng hết 3 lần rồi,
thì dĩ nhiên họ là một con người có tầm cỡ và có những cái phân tích nhất định cho mình, chứ không phải là đoán bừa, đoán non, đoán đại để mà trúng đâu anh em. Rồi, ok, vậy thì chúng ta hãy đi tiếp một số cái thông tin mà ở tầm vĩ mô bên thị trường mà họ đang làm gì đi. Thì ở đây chúng ta vào sáng hôm nay đó anh em, thì chúng ta đã có một cái thông tin là Jack Dorsey. Thì ông thì anh Jack Dorsey này á, thì anh là một CEO của Twitter. Thì đối với anh em mà chơi tiền mã hóa thì anh em cũng đã quá quen với cái nền tảng Twitter này rồi. Thì anh Jack Dorsey đó thì anh đã từ chức chức vụ gọi là CEO của bên Twitter, và đã có những cái nguồn quan điểm, những cái luồng quan điểm cho rằng là anh Jack Dorsey, anh khi mà anh từ chức CEO của Twitter đó thì anh sẽ tập trung vào lĩnh vực tiền mã hóa. Thì qua cái thông tin này đó thì mình cũng cho rằng là ok, cái dự án đó, cái dự đoán đó có thể là một phần nó vẫn đang diễn biến cho một cái xu hướng đúng nha anh em. Tại vì sao? Tại vì anh Jack Dorsey anh đã quyết định đổi cái công ty Square của mình đó, cái công ty thanh toán đó, cái công ty thanh toán Square của mình thành Block. Thì nó tương tự như cái câu chuyện mà tầm 1 tháng, 2 tháng trước anh em đã thấy một cái sự kiện là Facebook đổi tên của mình thành Meta đó. Thì Block này đó thì dĩ nhiên là đây chỉ là một cái đổi tên mà thôi, nhưng mà những cái mục tiêu của anh về Square, về cái sự cống hiến của Square cũng như là một cái tầm nhìn, những cái mục tiêu thì nó vẫn không thay đổi, chỉ đơn giản là đổi tên mà thôi. Nhưng mà khi mình nhìn vào cái tên này á, nó có một cái chi tiết cực kỳ thú vị mà mình dự đoán rằng, tức là anh em có biết cái cụm từ blockchain không? Blockchain thì khi mà chúng ta đọc blockchain thì chúng ta sẽ đọc hai âm tiết đó, mà cái từ block này á, nó là một trong hai âm tiết quan trọng đó. Thì đây có lẽ là một cái lời khẳng định ngầm của Jack Dorsey rằng là anh rời bỏ Twitter để mà anh có thể tập trung hoàn toàn vào cái lĩnh vực tiền mã hóa của chúng ta. Và cái điều đó là một cái điều đã được chứng minh qua cái khoảng thời gian mà Jack Dorsey anh làm việc với Twitter, anh làm việc với Square. Thì anh em có thể thấy là những cái tham vọng của anh khi mà anh đưa Lightning Network là cái lớp Bitcoin, cái lớp Layer 2 của Bitcoin vào thanh toán đó cho Twitter. Rồi anh cũng áp dụng NFT, anh cũng có những cái tham vọng xây dựng sàn Bitcoin DEX đó, vân vân và mây mây. Thì cái điều này mình nghĩ rằng là nó sẽ là một cái điều tốt cho thị trường, bởi vì anh em biết được rằng khi mà một cái người mà họ đã gắn bó với một cái công ty đó, họ xây dựng tin tưởng rất là lâu, thì để đưa ra một cái quyết định rời khỏi nó và tập trung vào một cái mảng khác thì đó là một quyết định cực kỳ khó khăn, và họ đã phải suy nghĩ cực kỳ kỹ để mà họ đưa ra cái quyết định như vậy. Và cái điều này sẽ tốt cho thị trường tiền mã hóa của chúng ta, tại vì Jack Dorsey là một nhân vật cực kỳ có tiếng nói, và theo mình nghĩ rằng là anh là một người cực kỳ giỏi, nếu không muốn gọi là thiên tài đó anh em. Rồi, và tiếp theo chúng ta có David Marcus. Thì thì mình không hiểu sao trong tuần này thì lại có nhiều con người ra đi như vậy. Thì David Marcus đó thì ông là cha đẻ của một dự án crypto của Facebook đó. Thì cái dự án này là gì? Thì cái dự án này là mình cũng chia sẻ cho anh em luôn, đó chính là cái đồng mà cái đồng Libra đó anh em, cái đồng stablecoin Libra đó mà bây giờ nó đã được đổi thành Diem rồi đó. Mình đọc là Diem đi ha, Diem hay Diem gì đó, mình đọc là Diem đi. Thì cái đồng Diem này đó thì ông chính là cha đẻ của cái đồng này, và ông cũng là lãnh đạo của đơn vị ví Novi, cái ví mà đã được Facebook cho ra mắt khi mà kết hợp với Coinbase đó. Thì vào đầu tháng 11, là ngay ngày 1 tháng 12 luôn, thì chúng ta đã đón nhận một cái thông tin là ông đã rời khỏi Facebook, ông chuẩn bị từ chức vào cuối năm nay. Thì cũng giống như Jack Dorsey mình vừa chia sẻ cho anh em thôi, thì David Marcus là một trong những người tiên phong đầu tiên vào năm 2013 để mà chấp nhận Bitcoin, cũng giống như là chấp nhận blockchain. Thì bởi vì vào cái thời điểm đó thì anh biết, vào thời điểm đó thì đâu có ai tin tưởng blockchain, đâu có ai tin tưởng Bitcoin, đúng không? Ngay cả những cái con người như chúng ta còn nói rằng là ok, những cái này là lừa đảo. Nhưng vào thời điểm đó, David Marcus đã là một trong những người đầu tiên chấp nhận nó rồi, và ông là một người cực kỳ cống hiến cho lĩnh vực này. Đó, mình có thể kể qua một số thành tích của ông, như ông đã làm cho PayPal trở thành một trong những cái nền tảng thanh toán cực kỳ thành công ở trên thị trường, nếu không nói là hàng đầu luôn. Và sau đó ông chuyển qua bên Facebook, ông làm với Mark Zuckerberg mà làm về cái Facebook Messenger đó anh em. Thì anh em biết là trong vòng 4 năm ông phát triển Facebook Messenger thì cái mức thành công, cái độ hoạt động và cái độ phủ sóng của Facebook Messenger nó đã như thế nào rồi, đúng không? Và sau đó ông đã chuyển qua cái dự án crypto của Facebook là đồng stablecoin, là cái đồng stablecoin Libra, và bây giờ nó đổi thành Diem và ví Novi. Thì ông đã rời khỏi đi rồi, nhưng mà những cái bước chuyển mình của ông sau khi ông rời khỏi Facebook thì ông cũng đã nói trên trang cá nhân của mình rằng là sao, rằng là cái việc mà tôi rời bỏ Facebook, tôi rời khỏi như vậy không phải là cái đích đến cuối cùng của tôi, mà tôi vẫn còn rất nhiều những cái hoài bão, những cái đam mê của mình cho lĩnh vực blockchain này. Thì nó cũng tương tự như cái câu chuyện của Jack Dorsey vậy anh em. Thì mình vẫn hy vọng rằng là trong tương lai ông sẽ có một cái gì đó cống hiến hơn nữa đối với cái ngành
tiền mã hóa của chúng ta. Và cái điều đó nó cho thấy rằng là những cái người mà họ có cái sức ảnh hưởng như vậy, họ giỏi như vậy, bây giờ họ đã dần chuyển mình tập trung hoàn toàn vào cái lĩnh vực, cái ngành của chúng ta rồi, thì cái điều này là mình nghĩ rằng là cái ngành của chúng ta sẽ không có còn bất cứ một cái sự hoài nghi nào cả, và nó cứ tiếp tục cuộn lên phát triển và đi tới mà thôi. Đó thì đó là những gì mình chia sẻ cho anh em. Và ngay sau khi mà Bitcoin đông như vậy thì chúng ta đã có một cái gương mặt cực kỳ thân quen đến cho anh em, đó chính là mình gọi là bác đi ha, mình gọi là bác Michael Saylor. Thì bác là CEO của MicroStrategy. Thì bác đã tiếp tục mua đáy Bitcoin. Nhưng mà mình nghĩ rằng là đây không phải là mua đáy Bitcoin đâu. Thì ở đây mình dùng cụm từ đu đỉnh, mua đỉnh cho anh em để cho anh em vui mà thôi. Nhưng mà cái ý của mình không phải là vậy. Thì tại sao mình gọi vui là đu đỉnh? Tại vì là bác Michael Saylor, bác đã mua tiếp tục cái khoản đầu tư Bitcoin của mình với tổng giá trị là 414 triệu Bitcoin. Và cái mức giá mua của bác thì nó hơi cao, nó là 59.187 USD, nhưng mà hiện tại là 56.000 thôi. Tại vì anh em biết sao mình gọi là mua đu đỉnh không? Tại vì là để cho nó vui mà thôi, để cho nó vui trong cái đợt mua này của bác mà thôi. Nhưng mà thật sự á, cái số lượng Bitcoin mà bác đang nắm giữ cùng công ty MicroStrategy đó thì nó là đang rơi vào tầm khoảng 121.044 Bitcoin nè anh em. Mà cái giá trung bình bác mua là chỉ là 29.534 đô la mà thôi. Thì tính trên phương diện hiện tại đó thì bác vẫn đang lời khoảng là x2 cái khoản đầu tư của mình. Và cái điều càng làm mình bất ngờ hơn là khi mà đã lời như vậy, nhưng mà với cái số tiền cực kỳ khổng lồ như vậy, tổng giá trị hiện nay mà bác đang nắm giữ đó thì nó rơi vào tầm khoảng là 7 tỷ đô la, nhưng mà MicroStrategy vẫn chưa hề xả một Bitcoin nào. Đó. Và nói là làm. Thì ở cái đợt trước, ở tầm khoảng 2 ngày trước đó, thì mình có đọc một cái thông tin về một cái phỏng vấn của bác Michael Saylor. Thì bác Michael Saylor nói rằng là bác sẽ không có một cái ý định nào mà bán bất kỳ Bitcoin nào trong thời điểm hiện tại cả. Mà cái mục tiêu của bác là khi nào mà thị trường vốn hóa của Bitcoin nó lên tới khoảng là 100.000 tỷ USD, tức là nó gấp khoảng 100 lần giá hiện tại nè anh em. Đó thì anh em không biết được rằng là đây là một trong những cá mập mà chúng ta có thể tin tưởng, cực kỳ tin tưởng hoàn toàn luôn. Và đối với cá nhân mình thì mình tin tưởng tuyệt đối vào bác Michael Saylor này. Thì nếu mà một kịch bản mà chúng ta thấy được rằng á, là Bitcoin đâm về 29-30 nghìn, hoặc thậm chí mình thấy rằng là có rất nhiều người vẽ gì đó đâm sâu, cực kỳ sâu, thì mình nói thật với anh em, nếu mà lúc đó mình còn dư vốn thì ngay cả cái mức giá trung bình 30-29 này thật mình cũng theo Michael Saylor luôn. Đó thì cái đó là mình chia sẻ vui cho anh em thôi. Đó tại vì những cá mập này họ nắm giữ cực kỳ lớn và không có một cái lý do gì để mà họ lại vung tiền ra như vậy cả. Nó chắc hẳn là ở phía sau họ sẽ có một cái đội ngũ nào đó phân tích, một cái đội ngũ nào đó nghiên cứu sâu về cái thị trường này và am hiểu cực kỳ sâu về Bitcoin. Đó anh em. Thì tiếp theo đi. Ok, vậy thì nếu mà ở trong cái video đợt trước mình đã đề cập rất nhiều về những cái quỹ được huy động trong thời gian gần đây, thì trong tuần này chúng ta đã có một cái quỹ khác, đó chính là Hash. Thì Hash đã lập một cái quỹ 200 triệu đầu tư vào Web3. Thì cái trend Web3 này thì mình nghĩ rằng là anh em nào cũng biết rồi, tại vì bây giờ nó đang là một cái trend mà mọi người đang hướng tới sau cái trend Metaverse và NFT. Những cái dự án Web3 hiện giờ cũng tăng cực kỳ mạnh ha. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại khi mình làm cái video này á, thì sau một cái cú điều chỉnh của Bitcoin như vậy vào sáng hôm nay, thì hiện tại là những cái tụi Web3 này đó thì nó cũng đã giảm đôi chút rồi. Nhưng mà một cái tín hiệu cho thấy rằng là những cái quỹ đầu tư bây giờ họ đang bắt đầu họ đổ tiền vào cái trend này. Thì anh em nào mà theo dõi kỹ về Web3 thì anh em cũng có thể lên những cái trend như CoinMarket Cap hay là CoinGecko để mà anh em có thể tìm hiểu về những cái dự án này. Tiếp theo, một cái thông tin cuối cùng về Bitcoin mà mình muốn gửi đến cho anh em đi. Tức là sao? Tức là anh em có còn nhớ cái câu chuyện mà Bitcoin ETF không? Thì hiện tại đó chúng ta đã được SEC phê duyệt ETF Bitcoin tương lai mà thôi. Còn vấn đề giao ngay thì vấn đề mà SEC đã hoàn toàn phủ quyết. Thì cái quỹ ETF Bitcoin giao ngay của VanEck đó, thì mình cũng đã đưa tin vào cái video đợt trước nó đã ảnh hưởng như thế nào. Thì SEC đã từ chối cái ETF Bitcoin giao ngay đó. Nhưng mà vào thời điểm hiện tại đó, mình thấy đây là một cái thông tin cực kỳ hay luôn. Tại vì sao? Tại vì là Rayscale đó anh em. Rayscale là nhà đầu tư tiền mã hóa lớn nhất thế giới hiện tại đó. Thì họ đã nộp một cái đơn khiếu nại lên SEC. Và họ chỉ ra rằng đó là SEC không có những cái cơ sở lập trường rõ ràng để mà so sánh giữa Bitcoin ETF giao ngay và Bitcoin ETF tương lai. Tại vì sao? Tại vì đó là theo cái đạo luật bảo vệ hành chính APA đó, thì xét dường như SEC không có đối xử hai cái sản phẩm này nó tương tự nhau, mà đang có một cái sự thiên vị nhất định dành cho ETF Bitcoin tương lai. Đó. Và cái sự thiên vị này là gì? Tức là cái sự thiên vị này á là
khi mà những cái nhà đầu tư họ nộp một cái đơn ETF Bitcoin tương lai lên SEC đó, thì họ được bỏ qua, họ được bỏ qua các yêu cầu của mục 6, mục 5B theo đạo luật chứng khoán Hoa Kỳ đó. Nhưng mà đối với các nhà đầu tư mà họ nộp đơn ETF Bitcoin giao ngay lên thì họ lại không được bỏ qua cái điểm này. Và cái điều đó đó nó khiến cho ETF Bitcoin giao ngay được SEC phủ quyết không chấp nhận. Và cái điều đó là sao? Cái điều đó là Rayscale là họ đã nói rằng là sao? Rằng là SEC thực sự là rất là bất công khi mà cho một cái việc đầu tư vào một cái tài sản dựa trên thị trường tương lai có thể chấp nhận được và không rủi ro đối với các nhà đầu tư, nhưng mà cái việc mà đầu tư trực tiếp vào tài sản đó thì không. Và cái điều này nó hoàn toàn đi ngược lại với cái đạo luật bảo vệ hành chính APA. Và cái điều này đó, khi mà Rayscale họ chỉ ra cái điểm này đó, thì hiện tại thì SEC chưa có một cái phản hồi gì cả. Và mình cũng cho rằng đây thực sự là một cái điểm yếu của SEC, và nó mở ra một cái lập luận, một cái luận cứ nó xác đáng hơn để mà cho SEC có thể suy nghĩ về vấn đề là có thể chấp thuận một Bitcoin ETF giao ngay trong tương lai hay không. Và cái điều dĩ nhiên mà khi Rayscale họ nộp cái đơn khiếu nại này thì họ đã có những cái sự lo lắng của họ rồi. Tại vì như anh em cũng biết là tầm khoảng vào đầu tháng 11 thì Rayscale họ cũng đã nộp lên SEC để mà họ có thể yêu cầu để mở một cái quỹ Bitcoin ETF giao ngay đó, mà dựa trên là Rayscale Bitcoin Trust. Thì cái quan điểm của SEC thì cũng đã được ông Terry Prito ổng thực sự ủng hộ. Thì như anh em nào chưa biết đó, thì Terry Prito là một trong những nhà vận động hành lang crypto có tiếng tại Hoa Kỳ, và ông cũng đã từng tham gia vào cái vụ mà dự luật cơ sở hạ tầng có thể đánh thuế tiền mã hóa của Hoa Kỳ trước đây đó anh em. Thì cái điều này là mình nghĩ rằng là cái phần trăm xác suất thì nó vẫn thấp thôi, nhưng mà thà chúng ta có một cái hy vọng nào đó chứ không phải là chúng ta hoàn toàn hết hy vọng nha anh em. Đó, thì chúng ta hãy tiến đến một cái dữ liệu on-chain mà mình nghĩ rằng là hai cái dữ liệu nó cũng cực kỳ quan trọng. Thì mà khi Bitcoin nó giảm giá như vậy đó, nhưng mà tình hình hiện tại của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là cái nguồn dự trữ của Bitcoin trên các sàn giao dịch đó nó vẫn tương đối đi xuống ha, nó vẫn đang có chiều hướng đi xuống, và nó không có gì chuyển biến một cách nó bẻ ngoặt bất ngờ để mà cho chúng ta có thể lo lắng về những cái áp lực xả tiếp theo khi mà số lượng Bitcoin được đẩy quá nhiều lên sàn. Thì hiện tại ở đây mình không thấy một cái bức tranh nó như vậy đó. Rồi, còn cái tâm lý thì sao? Cái tâm lý thị trường chung cũng là một cái chỉ số mà có thể đánh giá được là các nhà đầu tư họ đang nghĩ gì. Thì ở đây mình sẽ, đây, anh em thấy rằng là cái tâm lý của chúng ta là hiện tại chúng ta đang rơi vào khoảng là 32 ha. Tức là chúng ta đang ở cái mức độ gọi là sợ hãi đó. Thì trong suốt cái quá trình lịch sử kéo dài từ cái mùa đông crypto vào năm 2018, thì hiện tại chúng ta đang ở cái ngưỡng gọi như là cái ngưỡng đáy của cái chỉ số tâm lý của các nhà đầu tư rồi. Thì đây cũng là một cái điều mình nghĩ rằng cũng là điều dễ hiểu thôi. Khi mà Bitcoin đã có một cái sự di chuyển về giá nó không mấy ấn tượng như vậy thì nó khiến cho cái tâm lý chung của toàn bộ thị trường đi xuống. Nhưng mà đây cũng là một cái sự điều chỉnh để mà có thể tái thiết lập lại. Mình cho rằng là đây là một cái sự điều chỉnh để tái thiết lập lại cái bước tăng trưởng tiếp theo của thị trường chung chúng ta. Khi mà cái chỉ số này nó tăng lên thì dường như là cái giá của Bitcoin cũng sẽ phản ứng tỷ lệ thuận theo. Rồi, tiếp theo thì chúng ta hãy đến với Ethereum đi. Tại vì bây giờ mình thấy Ethereum dường như là vào ngày hôm qua thì anh em cũng biết được là Ethereum đã tăng lên khoảng là 4.766 đô. Nó tiệm cận với cái mức ATH của Ethereum trước đó, cao nhất trong lịch sử luôn là 4.868 đô. Thì bên cạnh cái diễn biến giá của Bitcoin thì cái câu chuyện về Ethereum ETF á, mình nghĩ rằng nó cũng tương tự như vậy mà thôi. Thì cũng trong đầu tuần này đó anh em, thì chúng ta đã có một cái quỹ khác, đó chính là Kelly Strategic Management, thì cũng đã nộp đơn lên SEC để mà có thể mở một cái quỹ ETF Ethereum. Thì anh em thấy rằng là mặc dù cái quỹ ETF Ethereum này á được Kelly á họ mở ra là họ mở dành cho Ethereum tương lai, nhưng mà nó cũng đã có một cái sự tác động nhất định đến giá của Ethereum. Và cái sự tác động đó là sao thì mình sẽ chỉ ra cho anh em ngay sau đây luôn. Thì anh em có thể để ý rằng á là cái chặng đường của mà Bitcoin nó tiến tới Bitcoin ETF tương lai đó, thì cái chặng đường đó nó không khác mấy chặng đường của Ethereum vào thời điểm hiện tại cả. Thì lúc trước khi mà cái danh sách nối dài như vậy thì SEC liên tục được trì hoãn rồi từ chối, nhưng mà cuối cùng đó SEC cũng đã phê duyệt một cái Bitcoin ETF tương lai. Và cái điều đó là một cái tác nhân chính để khiến cho Bitcoin có thể bùng lên mức 69.000 đô như vậy đó. Và cái câu chuyện dường như nó đang lặp lại với Ethereum rằng là sao, thì anh em thấy rằng là trước khi SEC họ trì hoãn, họ từ chối đó, thì chúng ta có một cái câu chuyện rằng là ở Brazil họ đã phê duyệt một cái Bitcoin ETF, đúng không? Ở Canada họ cũng phê duyệt một cái Bitcoin ETF, và cái điều đó nó đã tạo một cái sức ép lên Mỹ
và cuối cùng Mỹ cũng đã phê duyệt Bitcoin ETF tương lai. Thì cái câu chuyện Ethereum nó diễn ra tương tự như vậy. Thì anh em thấy rằng là ở Brazil họ cũng đã phê duyệt một cái quỹ ETF dựa trên Ethereum rồi. Ở Canada họ cũng đã phê duyệt hai cái quỹ ETF dựa trên Ethereum rồi. Mà ở đây á, mình có nêu rõ đó chính là quỹ Purpose Investment và CI Global Asset. Thì hai cái quỹ này đó nó cũng đã được Canada phê duyệt rồi, ở Brazil cũng đã phê duyệt rồi. Thì không có lý do nào trên chặng đường sắp tới của chúng ta là không có một cái sức ép về phía Mỹ để mà có thể mở ra một cái ETF Ethereum dựa trên tương lai được, đúng không? Khi mà cái danh sách ETF Ethereum dựa trên tương lai đó được nộp cho SEC đó, thì ở thời điểm hiện tại chúng ta đang có ai? Chúng ta đang có WisdomTree, chúng ta đang có Kelly đó, và chúng ta có ai nữa? Chúng ta có CryptoKitties đó. Thì mình nghĩ rằng là cái danh sách Ethereum ETF á, nó sẽ được nối dài hơn nữa ở trong thời gian sắp tới. Và cái câu chuyện mà SEC có thể phê duyệt một cái ETF Ethereum á, đó chỉ là một cái câu chuyện sớm muộn mà thôi. Và cái điều đó thì đến thời điểm đó thì mình cho rằng á, là giá của Ethereum nó sẽ không còn ở mức này nữa. Mà theo các nhà nhận định mà mình đọc được, các nhà nhận định ở ngân hàng Morgan Stanley, Goldman Sachs hay JP Morgan đó, thì họ đều nhận định rằng là họ cực kỳ lạc quan về giá của Ethereum trong tương lai. Đó. Và một cái điểm mà có thể ảnh hưởng đến Ethereum tiếp theo chính là anh em thấy rằng là vào cái chu kỳ điều chỉnh khi mà Bitcoin đó trong tháng 11 á, nó đâm về tầm khoảng là 56 dưới 55.000 đô, nó chảy máu như vậy. Nhưng mà cái số lượng Ethereum được rút ra khỏi các sàn giao dịch thì nó lại tăng cực kỳ đột biến. Và đã có lúc đó là cái số lượng được rút ra ở các sàn giao dịch của Ethereum trong một ngày đó anh em, nó tăng tới mức kỷ lục cao nhất trong lịch sử từ trước tới bây giờ luôn. Thì cái điều này nó khẳng định rằng là những cái nhà đầu tư họ đang đặt niềm tin cực kỳ lớn vào Ethereum. Và cái điều đó cũng đã cho chúng ta thấy một cái sự chính xác về phản ứng giá của Ethereum khi Ethereum hoàn toàn vượt trội hơn Bitcoin trong khoảng thời gian gần đây, từ một tuần trở lại đây. Khi mà Bitcoin cứ dập dìu như vậy, nhưng mà Ethereum đã tiến đến sát khoảng là 4 cái mức ATH cũ của mình là 4.868 đô rồi đó. Và khi nhắc về Ethereum, chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua một cái động lực cực kỳ quan trọng tiếp theo, đó chính là cái số lượng ETH được đốt kể từ khi triển khai cái hard fork lên đền với cái bản nâng cấp là EIP 1559 anh em. Thì vào thời điểm hiện tại đó, chúng ta đã có hơn 1 triệu Ethereum được đốt rồi, một cái con số cực kỳ kinh khủng. Và mình cũng cho anh em thấy một cái dữ liệu tiếp theo, tức là tại sao mình luôn nhắc ở trong mỗi video khi mình đề cập đến Ethereum á, là cái sự giảm phát của Ethereum nó cực kỳ kinh khủng như vậy, là cái số lượng Ethereum được tạo ra, đúng không? Nó còn thấp hơn cái số lượng Ethereum được đốt đi nữa. Đó, điều đó chứng tỏ là Ethereum đang cực kỳ khan hiếm. Thì trở lại đây, trong 7 ngày vừa qua thì chúng ta đã thấy được cái sự cân bằng đó nó đã trở lại rồi, khi mà cái lượng Ethereum được tạo ra đó nó vượt trội hơn được đốt. Nhưng mà vào thời điểm mà đầu tháng 11 đó thì mình có lưu lại cái dữ liệu này cho anh em. Thì anh em thấy đó, nó cực kỳ kinh khủng như thế này, nó cực kỳ giảm phát như thế này. Thì cái thị trường của chúng ta nó là một cái thị trường nó ngấm ngầm từ từ anh em, chứ nó không phải rằng là cứ đốt một phát, cứ vượt trội hơn một phát là giá Ethereum sẽ bay đâu. Thì vào đầu tháng 11 đó, khi mà cái dữ liệu nó trả cho chúng ta về như thế này, thì anh em thấy vào đầu tháng 11 Ethereum nó vẫn rất là vất vả ở cái ngưỡng là 4.000 đô, 3.900, đúng không? Đó, thì thị trường của chúng ta nó ngấm ngầm như vậy. Cũng như khi mà chúng ta làm một cái điều gì đó thì chúng ta vẫn phải cần thời gian để cho nó hấp thụ được, và sau đó nó sẽ boom. Thì Ethereum đã thể hiện một cái mức boom như thế này. Và một cái thông tin thú vị nữa mình cũng muốn mang đến cho anh em, tức là bất cứ khi nào mà Ethereum mà tăng trưởng vượt trội hơn Bitcoin, có một cái hiệu suất nó tốt hơn Bitcoin, thì dĩ nhiên thị trường altcoin của chúng ta sẽ mở ra, mà mình hay gọi tắt đó chính là mùa altcoin đó anh em. Thì anh em có thể thấy được rằng á, là cái câu chuyện chúng ta trong năm nay nó quá là rõ ràng rồi, đúng không? Nó rõ ràng tới mức khi mà chúng ta vào tầm khoảng tháng 4, tháng 5 Ethereum dẫn đầu cả thị trường luôn, Bitcoin điều chỉnh ngập ngừng cỡ nào thì Ethereum boom một phát một, thì cả thị trường đều đi lên và tất cả những đồng coin đều lập ATH hết. Sau đó chúng ta phải chịu một cái cuộc điều chỉnh sâu, đúng không? Nhưng mà vào cuối tháng 10 Ethereum cũng boom một cái phát như vậy, và chúng ta có Sol, chúng ta có AVAX, chúng ta có Near cũng boom theo cực kỳ mạnh luôn. Thì đó cũng là một trong những cái chỉ báo mà Ethereum mang lại đến cho chúng ta, khi đó là khi bất cứ khi nào Ethereum tăng trưởng mạnh hơn Bitcoin thì cũng sẽ mở ra một cái mùa altcoin mới cho chúng ta, dành cho các nhà đầu tư chúng ta. Thì đó là những cái thông tin về Ethereum cũng như là về Bitcoin mình chia sẻ cho anh em. Và sau đây sẽ là một số cái thông tin về những cái dự án mà nổi bật trong tuần qua mình cũng muốn gửi đến cho anh em ở phần cuối video này. Thì cái thông tin đầu tiên mình muốn gửi cho anh em thì đó chính là về một cái đồng Zcash, mà cái mã của nó là ZAC như thế này. Thì chúng ta đã có CEO Barry Silber, thì ông là CEO của Digital Currency Group. Thì cái công ty này anh em, cái công ty Digital Currency Group này nè, nó là công ty mẹ của quỹ đầu tư mã hóa Rayscale nha.
đó, dành cho những anh em nào chưa biết thì đây chính là công ty mẹ của quỹ đầu tư mở Horascale. Thì cái đồng Zac này đó, thì trước khi mà thì mình nghĩ rằng là cộng đồng cũng đã chửi bới cái đồng này khá là nhiều rồi, nhưng mà trước những cái pha chửi bới, những cái pha bình luận nó tiêu cực như vậy đó, thì Barry Silver đã ngay lập tức mua 85 triệu Zac luôn đó. Và cái lý do tại sao ông lại mua như vậy á, thì dành cho anh em nào chưa biết, thì cái đồng Zac này đó mới đây nó đã đưa ra một cái thông tin rằng là cái đội ngũ dự án họ sẽ tiến hành cải thiện Zac để chuyển từ Proof of Work sang Proof of Stake đó. Thì cái bước chuyển mình này là sao, tức là họ sẽ hướng đến cái việc gọi là nhắm vào để loại bỏ những cái nhà khai thác mà họ đã theo một cái bằng chứng cổ phần cũ đó. Thì đối với Proof of Work đó anh em, thì để mà xác thực giao dịch, để mà xác thực nốt thì cũng phải cần những thợ đào, những nhà xác thực giao dịch mà dùng những cái thiết bị gọi là những cái thiết bị chuyên dụng như là máy đào đồ đó. Thì khi mà họ đào ra, họ nhận được cái phần thưởng là Zac đúng không, thì họ sẽ cầm cái phần thưởng Zac đó và họ bán ra thị trường để họ trang trải những cái chi phí của họ trong việc gọi là họ mua cạc đồ họa, mua máy đào về đào. Thì cái điều đó nó vô tình nó tạo ra một cái áp lực xả Zac ra thị trường đó. Nhưng mà bây giờ đối với cái việc mà tiến lên Proof of Stake đó, thì những cái người mà họ nắm giữ token Zac thì họ cũng sẽ trở thành validator luôn, tức là họ sẽ trở thành nhà xác thực giao dịch cho blockchain Zac luôn. Vì thế nên là họ sẽ hạn chế được cái áp lực xả ra thị trường như vậy. Và cùng với cái việc mà tiến lên Proof of Stake đó thì cũng sẽ có những cái cơ chế staking, những cái cơ chế mà stake tài sản vào để mà có thể nhận phần thưởng. Và cái thời hạn mà khi mà họ chuyển từ Proof of Work sang Proof of Stake đó, thì mình nhớ không nhầm là trong vòng 3 năm, thì nó cũng sẽ tạo ra một cái lượng cung Zac nó lưu thông cho thị trường nó bị hạn chế đi. Từ đó cái áp lực xả nó cũng sẽ bớt đi và nó sẽ đẩy giá lên. Thì mình nghĩ rằng là trước những cái thông tin như vậy thì Barry Silver đã quyết định rằng là ông sẽ chi một cái số tiền là 85 triệu đô để mà có thể mua Zac, để mà có thể tích lũy. Thì đối với cái đồng Zac này thì nó cũng là một cái đồng coin có thâm niên trên thị trường rồi, và mình nhớ không nhầm là nó tầm khoảng năm 2016 rồi đó. Thì cái giá của Zac bây giờ thì nó rơi vào tầm khoảng là 220 đô, dành cho anh em nào chưa biết. Và cái đỉnh cũ của Zac đó thì nó cực kỳ kinh khủng luôn, nó là 5.900 đô nha anh em, một cái chặng đường khá xa để mà Zac có thể hồi sinh lại, để mà có thể bước lên cái đỉnh cũ như vậy. Thì mình nghĩ rằng là đây cũng là một cái sự lựa chọn mà đối với những ai mà nắm giữ dài hạn và tin tưởng vào những dự án thuộc thế hệ cũ đó. Và hai cái nhân vật tiếp theo mà mình muốn gửi đến cho anh em chính là tại sao mình để hai cái nhân vật này. Thì hai cái nhân vật này đó thì nó lại chung một cái phạm trù, đó chính là Elrond và Algorand. Thì hai cái blockchain này đó, nó là hai cái blockchain mà mình cho rằng là nó thuộc một cái phạm trù giống nhau, tại vì nó đều nó không có carbon hết. Thì anh em thấy đó, Elrond trong tuần qua nó đã tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ như thế nào khi mà nó ra một cái gói kích thích trị giá là 1,29 tỷ đô dành cho sàn DEX đó. Thì nhưng mà cái điểm mà khiến mình thu hút nhất chính là CEO của Elrond là ông tiết lộ rằng á, là trong thời gian sắp tới, chỉ vài khoảng tháng tới thôi, thì Elrond sẽ tích hợp các chuỗi chéo để hoạt động với Ethereum, hoạt động với Polygon, Avax và Phantom. Rất nhiều cái đang hứa hẹn là Elrond cũng sẽ có một dấu hiệu tăng trưởng mạnh trong tương lai. Và cùng với đó là Algorand. Thì trong tuần này anh em cũng thấy là Algorand trong tuần này là cực kỳ nhiều tin tức luôn, khi mà chúng ta có Borderless Capital đổ khoảng nửa tỷ USD vào hệ sinh thái của Algorand. Trước đó chúng ta có Algorand triển khai 300 triệu đúng không? 300 triệu, rồi 200, rồi hình như là 100 triệu từ Skybridge Capital, và bây giờ là 500 triệu. Vì tính ra tổng số tiền mà Algorand đã huy động được, đã được đổ vào trong vòng 2 tháng qua, nó là 900 triệu USD. Nó dường như là một cái cú gói, một cái gói kích thích hệ sinh thái lớn nhất tại thời điểm hiện tại. Chỉ thua Binance 1 tỷ nè, thua HBAR khoảng HBAR hình như là mình nhớ không nhầm là 4 tỷ. Đó. Thì Algorand trong vòng 2 tháng đã đổ vào gần 1 tỷ rồi đó. Thì và một cái thông tin nữa mình muốn gửi đến cuối cùng anh em, dành cho những người quan tâm Algorand, đó chính là thành phố Miami đã sử dụng công nghệ của Algorand để mà có thể giám sát chất lượng không khí. Và cái công nghệ này là gì? Công nghệ này là được triển khai bởi một cái công ty tên là Planet Watch của Pháp. Thì anh em thấy là Algorand đã dần thiết lập một cái mối quan hệ với chính phủ cực kỳ chặt chẽ, như là từ khi trở thành blockchain nền tảng để mà cho El Salvador đó tận dụng để mà xây dựng cơ sở hạ tầng cho blockchain của riêng quốc gia họ. Sau này, đến thời điểm hiện tại chúng ta có thành phố Miami nữa. Thì đây là những cái đồng altcoin mà mình cho rằng là nó sẽ nổi bật, và trong tương lai dài hạn nó sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh hơn nữa, để dành cho anh em nào quan tâm. Ok, vậy thì đến đây thì mình nghĩ rằng cái video mình cũng quá là dài rồi, và nó cũng rất nhiều thông tin rồi, nên mình cũng sẽ xin tạm dừng tại đây. Mình rất cảm ơn anh em đã theo dõi mình xuyên suốt trong thời gian vừa qua. Và một lần nữa,
tất cả những thông tin mình đưa ra chỉ là những cái nhận định về thông tin cá nhân khách quan của mình mà thôi, chứ anh em đừng có xem đây là một cái gì đó mà lời khuyên đầu tư nha anh em. Nghĩ như vậy thì sẽ rất là tội cho mình. Ok, mình cảm ơn anh em nha. Hẹn gặp anh em ở video tiếp theo. Bye bye.